Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt gói du lịch Yêu. Đây là các vị trí các bạn cần phải lưu ý. Hiện tại sản phẩm này, mình đã cắt một góc bao bì để mình lấy sổ ra trước để xem sản phẩm. Sản phẩm này thì có đường kính càng là 3mm và cái cấp độ bảo mật là 2. Khóa này là khóa TSA. Bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm ra ngoài. Thì trong đóng gói mình sẽ có khóa và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Thông tin sản phẩm rất rõ ràng, bao gồm cả mã số, kích thước của sản phẩm. Đây là phía dưới đáy của khóa, bao gồm một lỗ tra chìa và một lỗ để mình đổi mật khẩu. Phía mặt trước và mặt sau đều có logo TSA của Cục An ninh Đường Hàng không Mỹ. Sản phẩm này là sản phẩm mã số 4 mã số, tức là các bạn có 4 vòng quay, tăng cái độ bảo mật cho các sản phẩm bạn sử dụng như là vali hoặc một số sản phẩm khác nếu như bạn sử dụng. Sản phẩm này chính sẽ sử dụng cho trên vali. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng của mình để hướng dẫn mình sử dụng khi mình đổi mật khẩu cho khóa. Mật khẩu bảo vệ của sản phẩm là 400. Sản phẩm này chuyên dùng cho du lịch bạn nhé. Đặt bề mặt của sản phẩm thì là màu đen hơi sần một xíu, và các vòng số thì rất là nhạt và sắc nét. Bây giờ mình sẽ thử mở khóa bằng cái mã số mặc định của sản phẩm là 400. Thì bạn lưu ý là phía mặt trước nó sẽ có các vị trí hình tròn. Nên khi các bạn để đúng 400 nó nằm trên vị trí đàng hoàng thì các bạn có thể kéo cái phần càng màu trắng để đóng mở. Và khi muốn mở thì các bạn lấy một cái vật nhọn. Muốn đổi mã số thì các bạn lấy vật nhọn đâm vào vị trí để đổi mã số, thì các bạn phải giữ cái vị trí này liên tục và các bạn xoay đến cái mã số mà các bạn mong muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ xoay là 0, số 0 ở dưới mình sẽ không xoay và sẽ xoay hai số trên là 0 1 0, mình đổi thành 0 0 1 1 0. Các bạn lưu ý hiện tại mình chỉ có một tay nên là mình sử dụng cái này rất là khó khăn. Thường mình sẽ lấy cái vật liệu khác mình cắm trực tiếp trong bàn để việc mình thay đổi rất là dễ. Vậy bây giờ mình sẽ đổi thành 0 0 0 0. Khi bạn xoay như này ở vị trí này thì lưu cái khóa đang ở trạng thái mở, nên là các bạn có thể đóng vào cái càng màu trắng rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ xoay sang vị trí khác, không phải là vị trí không có vấn đề. Mình sẽ quay về vị trí ban đầu là con số 0. Em có mở được không ạ? Càng là bị khóa lại rồi. Đó, thì các bạn đã đổi thành công từ mã số mặc định là 0 0 0 0 thành 0 1 0. Và khi các bạn ở vị trí khóa rồi thì các bạn không thể đổi mã số được, nên các bạn lưu ý là tránh các bạn bị quên mã số đi vì không thể làm thế nào để mở khóa nữa. Nên các bạn lưu ý mã số khi các bạn định đổi, một là bạn ghi ra giấy trước, hai là mã số quen thuộc của bạn. Đấy, và bây giờ mình sẽ thử đổi về vị đổi quay lại. Mình sẽ đổi quay lại từ mã số 010 về mã số mặc định. Các bạn đấy, mình sẽ quay về mã số mặc định rồi. Thì việc đổi mã số này rất là đơn giản, mình có thể test đi test lại được để mình tránh việc bạn quên mã số. Đấy, các bạn chỉ cần một vật nhọn khóa ở trạng thái mở và các bạn chỉ cần khóa nhọn đâm vào vị trí để đổi mã số thôi là có thể thực hiện được.
việc này rất là dễ dàng. Và lưu ý các bạn lưu ý là khi các bạn mua khóa sản phẩm này hoặc sản phẩm của bên khác thì các bạn phải cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thay đổi mã số. Và chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.